Em hết sức cày rồi anh ơi. Quỳnh Di, Quỳnh Di, Quỳnh Di, Quỳnh Di, đừng lại Quỳnh Di, Quỳnh Di. Ok Ron, thôi không nói nhiều nữa Ron thôi. Bảo hiểm 6 lần nữa, 86x10 nha. Cầu trời khấn Phật. Cầu trời khấn Phật cho nó ra vàng luôn đi. Mình chỉ có 50 nháy thôi. Vàng ạ, à. Ôi lòi liều. Mơ đi cưng. Một tím. Cái gì đây? Cái quần què gì đây? Trái tim của em rất đau. Bốn lần nữa ra tí mòn. Tiếp tục nào. Ôi rồi. Banner này như cứt ý. Banner này có hai con bé trả dùng, hai con DPS chứ. À, kiểu nó muốn hướng đến là nếu như mọi người roll được ra Quinn G thì mọi người sẽ có thêm con DPS, nhưng mà tôi không cần. Tôi có Du Dân rồi. Đã bay mất 10 nháy. Ok, 10 nháy tiếp theo. Đau lòng quá. Anh có nhận roll dùm không? Ê, nó không ra luôn. Anh có nhận roll dùm không? Có nha, inbox cho mình với. Ê, lại ra ao được ra cái gì? Ôi rồi, ê thả nó ra cha còn hơn chứ, nó cứ ra cái con này làm gì? Con sale quần què 7.64 rồi, ôi chết rồi, hết bà pha lê rồi. Anh à, nhầm, hết bà phi màu. 10 lần nữa nào. Ê, mình nghĩ cái chỗ này nó không được phong thủy lắm ấy. Mình đứng ra chỗ nào. Chúng ta hãy đến cái gì đây? Chỗ nào hỏi chấm đây. Chúng ta hãy đi đến quảng trường. Phố đi bộ. Tâm linh, người chơi hệ tâm linh. Nãy xem live bên kia toàn ra trễ, đã vậy còn lệch nhiều. Đau khổ. Không thể như thế được. Nó lệch thì mong là nó lệch ra sớm dùm. Ok, đừng để đến mấy nháy cuối nó mới lệch. Là xóa game, là không chơi bời gì hết, là quay lại chơi Honkai thôi. Nhiều nó lag. Xin lỗi nhưng mà tại sao nó lại lag thế này? Này là do game nha, do nhà phát triển nhưng mà tại mình. Ok, đổi địa điểm liệu có ổn hơn không? Ê, mình không có lắm pha lê để luôn nhiều thế đâu ấy, ra vàng dùm ạ. Đéo nào. Em mình thấy người ta roll ra toàn ra nhiều vàng một lúc ý. Hết rồi, bảo hiểm 54. Quỳnh Chi ơi về đi. Quỳnh Chi ơi vàng khè đi. Ui. hết phim. Còn hai lần nữa này. Nhảy lẻ ha. Một lần cuối. Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, Quỳnh Chi. Có cái nịp. À, đâu xem A là cái gì. Ôi dồi, chấn của Lucy à. Đúng. Thì đây là chấn của Lucy mọi người. Ôi thôi xong. Ôi thôi lòi lìa rồi. Oh well. 1.700. Mình có thể đổi được không ta? Không biết mình đổi được bao nhiêu viên. Đổi dương tín hiệu 20 này. Ồ, đổi được 9 nháy lận. Nhưng mình đang muốn để dành để đổi chấn cho Lycon. Eo vàng kìa. Oh wow, 40 người xem. Xin chào. 43 rồi, ôi rồi. Ai chưa nhấn like thì nhấn like livestream hộ mình với, và có thể nếu như mà chưa chưa nhấn đăng ký kênh thì nhấn đăng ký kênh hộ mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
Em còn đúng 10 ngày, 10 nhảy duy nhất thôi ấy. Em đau lòng quá. 10 nhảy 3 giảm 4 2. Ok, 10 nhảy cuối cùng nha. Ra không ra, không ra thì thôi. Chắc đéo nào. Đấy. 3A, cái quần què gì thế? Hai trăm đủ 1/3 của trấn đi con đấy. Thôi mình sẽ đổi 10 viên nên nhảy lẻ không ta? Ê, bảo hiểm 32 rồi ý. Ê, nó mà lệch là xóa game nha. Oh yeah, vẫn A. Vẫn A. Cái lồng má. Phim. Trò chơi kết thúc. Hay. Sau đời thật chứ. Hết nha, lần này là hết sạch nha, không có con vẹo gì nữa nha. Hết sạch rồi. Oh wow, giờ đào cho tới phim màu maroon. 12 seconds later. Mình nghĩ là đến giờ này, giờ phút này cũng chỉ nên x1 thôi. Em chưa bao giờ được cái kiểu mà x10 một phát nó ra hai vàng. Buồn cuộn ghê. 4 lần nữa thôi, cố lên, cố lên. Ai nhả vía cho mình đi. Ai nhả vía đi. Ê, đến giờ phút này đừng lạch nha. Lạch là ta xóa game ấy. Lạch là không có chơi bài gì đâu ấy. Bài em xuống còn 18 rồi. Lạch là xóa game. Tuyên bố luôn. Tuyên bố thẳng luôn. Lạch em 1 lần nữa này. Ê, cho mình xin vía với. Xin vía luôn cho Quỳnh Di nào. 1 lần cuối cùng. Vàng. Và không lệch. Và lịt. Ôi dồi, vẫn A. Em sẽ bao giờ mới ra vàng. Ê. 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 Đùa nhau à? Ê. Kiểu không 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 câm nín ấy, bị câm nín ấy. The next step later. Cày lòi lìa ra mới được có 470 à 407 chứ. Ai, buồn của Ren. Còn không đủ cả ba nháy thì đôn cái vẹo gì. Vàng đi má. Rồi tính bao giờ mới ra vàng cho người ta. Hết rồi. Thể cay vãi, cay vãi, hết ngồi 16 còn không đủ, chả đủ mua gì, băng gốc chả đủ. Thật vô nghĩa. Thế mình có thể đổi cái này đâu ra được, làm gì đổi được ở đâu nữa nhỉ? Là 7 lần nữa. Thật ý ra vàng đi. Hết sức cày ấy. Cái đéo gì vậy? Sát bao giờ mua. Vàng ạ. Em hết sức cày rồi anh ơi. Quỳnh Di. Quỳnh Di. Quỳnh Di. Quỳnh Di. Đừng lại Quỳnh Di. Quỳnh Di. Quỳnh Di. Quỳnh Di. Begin. Yes. Yes. Không lệch rồi. Không lệch rồi mọi người ơi. Không lệch rồi.
Ôi trời ơi, bao nhiêu công sức cuối cùng cũng thành công. Yêu game. Yêu game quá. Yêu game quá trời. Ok dẹp. Xong. Trấn áp không cần. Trấn nạp BP 200.000 lấy cây trấn trong đấy ok hơn. Chứ bỏ ra 80 nháy mà roll trấn nó lệch một cái là lòi liền. Ôi yêu game quá. Tuyệt vời. Giá trễ chút nữa là try hard tầng 10 luôn. Ờ đúng rồi đấy. Bằng dai thôi đấy. Vui quá. Finally. Yeah, ôi hạnh phúc vãi lờ. Mặc dù là bảo hiểm cũng sát đáy luôn. Nhưng mà không lệch là vui lắm rồi. Eo không lệch là vui lắm rồi đấy. Level 40. Ok, chúng ta sẽ tích cho Yendo thôi. Tích rồi, 20 ngày để tích. Mỗi tội méo chấn cũng hơi buồn. Level 45 mới được. Ê cầm chấn của Andy hả? Lực súng kích là đam diện tăng 17%. Hiệu quả năng lượng của người trang bị. Ui, con bé này có cần năng lượng quái đâu. Yes, I can do it, you can do it. Giờ đến cái phần đĩa. Đĩa vàng này. Thế cứ có bao nhiêu đĩa vàng nhét hết thôi. Lực xung kích. Ủa không có đĩa lực xung kích hả? 15 đĩa vàng ấy. Ôi luôn. Tấn công. Không, đĩa tôi cần là đĩa lực xung kích cơ. Lắp lắm đĩa vàng. Đĩa này cũng có thể làm gì đâu. Bây giờ móc ốp thiếu lực xuống thiếu đĩa này. Thôi đùa nhau. Đĩa tấn công. Ờ thiếu đĩa thật này. Con bé này nâng cái gì ta? Con bé này thì là nâng đánh thường đúng không? Đúng không nhỉ? Với con bé này cũng đâu có dùng e lắm đâu. À đây mình đọc xem nào. Lao về phía trước thực hiện đòn đánh hướng lên sau khi sau đó tấn công đập xuống gây ra đam điện này chiêu thức phát động sẽ kháng gián đoạn. Siêu chiến kỹ. Lao mình về phía trước thực hiện đòn đánh hướng lên sẽ nhảy lên không trung sau đó xoay người đánh liên tục. Ủa, lại còn xoay người đánh liên tục nữa. Đánh liên tục tấn công mạnh mẽ gây cho sát thương điện này. Khi nhấn giữ, à nhấn thì nó sẽ như thế, còn nhấn giữ thì nó khác. Có thể tiêu hao thêm năng lượng tăng số lần tấn công của xoay người đánh liên tục. Hiệu quả vô địch, sau khi phát động chiêu thức có thể trực tiếp thực hiện đòn tấn công thứ 3. Vậy là e xong rồi tấn công đòn thứ 3. Bội số choáng 620. Số choáng. À bội số đam, bội số choáng tiêu hao năng lượng. Tiêu hao thêm năng lượng, chưa hiểu lắm nha. Nhưng mà thôi, ok. Nâng cái gì thì mình chưa biết nên nâng cái gì nữa.